Vâng, con Lê Thanh Minh Tùng xin kính chào cô chú, anh chị và mọi người. Thì cái clip ngày hôm nay thì Minh Tùng xin gửi đến cho một người cha yêu dấu, một người ba yêu mến, đó là ba Lê Thanh Vân. Thì với hy vọng cái clip này là ba Lê Thanh Vân sẽ nghe Minh Tùng nói những gì mà Minh Tùng dành hết tâm huyết của mình cho người cha yêu dấu, người ba mến yêu, người ba mến thương Lê Thanh Vân. Thì cái việc đầu tiên là Minh Tùng muốn nói với ba Lê Thanh Vân như thế này. Con thì từ năm 18 tuổi, bắt đầu từ năm 18 tuổi là con chính thức về sống với ba. Thì ba là một người thần tượng của Minh Tùng nha. Ba là một là cái gương sáng, là cái hình ảnh của một người đàn ông chững chạc, một người đàn ông đỉnh đạt, một người đàn ông gọi là tài hoa, một người đàn ông gọi là rất là có cách sống trong gia đình rất là hay. Thì những cái nề nếp, cái cách sống của ba Lê Thanh Vân á, thì là Minh Tùng là ảnh hưởng là hầu như là khoảng 60% là ảnh hưởng từ ba Lê Thanh Vân. Nhưng mà gần đây nhất thì ba đã làm đổ vỡ cái hình ảnh của ba đối với Minh Tùng. Là như thế nào? Minh Tùng biết, Minh Tùng đứng ra tố cáo Lê Thanh Vân là chẳng khác nào tố cáo anh ruột của ba Lê Thanh Vân, đúng không? Nhưng mà với cái việc Minh Tùng tố cáo ông Lê Thanh Vân, nếu mà đối với ba Lê Thanh Vân, ba cho rằng cái hành vi Minh Tùng tố cáo Lê Thanh Vân là cái hành vi sai trái, là cái hành vi đi trái với đạo lý, đạo đức con người. Bởi vì ba sẽ cho rằng là Minh Tùng là một người ăn cháo đá bát, là một người phản, nuôi ông tay áo, nuôi sĩ dòm nhà. Thì con cứ cho rằng những điều ba nói là đúng đi. Nhưng mà cái cách cư xử của ba rất là dở. Ba dở cái thứ nhất đó là ba đưa hình ảnh của cô Trinh, cô Lê Thị Thùy Trinh. Không phải, ba đưa cái thông tin của cô Lê Thị Thùy Trinh ra ngoài xã hội, mà ở đó là đưa ngày tháng năm sinh của cô Trinh, rồi đưa luôn cả cái địa chỉ nhà của cô Trinh. Ba làm Minh Tùng sụp đổ cái thần tượng, bởi vì Minh Tùng nghĩ ba là một người đàn ông rất biết cư xử trong xã hội. Ba là một người đàn ông rất gọi là biết điều, biết sống. Nhưng mà bây giờ nhìn ra thì ba là một người đàn ông thật là đê hèn. Ba đã làm nhục nhã cái hình ảnh của ba. Như cô Trinh thì sống trong gia đình mình cũng đã hơn 20 năm, đúng không ba Lê Thanh Vân? Cô Trinh sống kề cận với ba là hơn 20 năm. Sau đó cô Trinh mâu thuẫn giữa cô Trinh và em gái là con ruột của ba, là đứa con gái ruột của ba ha. Thì giữa cô Trinh và con gái ruột của ba xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống. Mẹ cô Trinh cũng xảy ra mâu thuẫn với con gái ruột của ba trong cuộc sống, trong gia đình. Thì điều đó là ba cũng hiểu rồi, ba đâu có cần phải, con không cần phải nói rõ, đúng không ba? Chính ba cũng là người đã đứng ra kêu con hòa giải cái những cái mâu thuẫn giữa cô Trinh và con gái ruột của ba, giữa cô Hòa và con gái ruột của ba. Nhưng mà con cũng nhiều lần đứng ra hòa giải nhưng không thành. Thì cuối cùng cô Trinh đi về quê lấy chồng và có một đứa con. Thì cuộc sống của cô Trinh hiện nay rất là êm đềm và hạnh phúc. Nhưng đúng ra ba là một người đàn ông trượng nghĩa, ba là một người đàn ông trượng phu, ba là người đàn ông cư xử đúng chuẩn mực đàn ông. Thì ba không nên đưa cái thông tin cô Trinh lên mạng xã hội như vậy. Mà ở đây ba đã đưa cái thông tin của cô Trinh lên trên mạng xã hội. Ba đưa ngày tháng năm sinh của cô Trinh, ba đưa địa chỉ ở dưới quê của cô Trinh ra.
Và bây giờ là chồng của cô Trinh sẽ đặt câu hỏi đối với cô Trinh. Suốt 20 năm qua cô Trinh sống ở đâu, cô Trinh làm như thế nào? Thì có lẽ là khi cô Trinh có chồng, cô Trinh cũng muốn chôn giấu cái quá khứ của cô Trinh, cái cuộc sống của cô Trinh, đúng không? Nhưng mà ba đã làm lộ cái quá khứ của cô Trinh rồi. Ba là một người đàn ông thật là hèn hạ. Đối với Minh Tùng, ba có thể chửi Minh Tùng, ba có thể trách Minh Tùng, ba có thể làm gì đó với Minh Tùng, đúng không? Nhưng mà ba lại đối xử với cô Trinh như vậy. Ba không phải là một người đàn ông, ba rất là hèn. Một người đàn ông rất là hèn. Khi mà một người phụ nữ đã ở kề cạnh bên ba, kề cạnh bên ba hơn 20 năm rồi, sau này không có sống chung nữa, thì bắt đầu đưa cái thông tin đó ra ngoài mạng xã hội để người ta biết, mà đặc biệt là chồng cô Trinh biết, chồng cô Trinh biết, thì ba thấy ba làm người đàn ông hèn hay không? Dù sao ba cũng mang tiếng là một nhà sư, khổ lộn, ba là một nhà giáo viên, ba cũng là mang tiếng là một nhà văn, ba cũng mang tiếng là một nhà thơ. Nhưng với cái việc ba binh vực Lê Tùng Vân, ba muốn minh quan cho Lê Tùng Vân, với cái việc ba muốn cho vấn đề trong xã hội biết là Minh Tùng không có ở với Lê Tùng Vân, Minh Tùng ở với ba. Nhưng mà ba đã đưa ra nhiều cái khuyết điểm là ba không chứng minh được. Trước năm 2003 thì Minh Tùng ở địa chỉ nào rồi, nhưng mà qua đó ba cũng vô tình tiết lộ thông tin người cô Trinh. Cô Trinh và mẹ cô Trinh đã đối xử với ba như thế nào trong cuộc sống hơn 20 năm qua, ba là người hiểu nhất. Còn những nhân chứng khác chứng kiến rất là rõ, đúng không ba? Nhưng mà con người ba quá hèn hạ, quá ác. Ba khơi dậy cái quá khứ của cô Trinh và để cho cái cuộc sống của Trinh bây giờ nó bắt đầu dần đi vào xáo trộn. Cô Trinh sẽ trả lời với chồng cô Trinh như thế nào? Cô Trinh sẽ trả lời với con cô Trinh như thế nào? Đối với những chuyện đã qua, đó là lời đầu tiên gửi tới ba Lê Thanh Vân. Bây giờ ba Lê Thanh Vân nói rằng ba Lê Thanh Vân chấp nhận đứng ra trước tòa để làm chứng, minh chứng rằng Minh Tùng du oan, Minh Tùng du khống, Minh Tùng nói xấu Lê Tùng Vân. Ba Lê Thanh Vân à, ba là một người có kiến thức, ba là một người có ăn học, ba là một nhà giáo, nhà văn, nhà thơ. Nhưng mà ba, con người ba quá 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 tệ, quá tồi tàn. Ba đi bảo vệ cho cái vấn đề mà giả mồ côi, vấn đề loạn lưng của Lê Tùng Vân. Mà ba chính là người gián tiếp cái hành động lừa gạt xã hội của anh ruột của ba là Lê Tùng Vân. Ba, con nói ba nghe, ba cũng thừa hiểu nha. Trước khi bước ra tòa án làm chứng, trước khi bước ra cái khu viên tòa án, trước khi bước đến cửa tòa án, thì ba phải bước qua cái cửa điều tra của cơ quan công an điều tra, đúng không? Mà bây giờ á, khi ba đến công an cơ quan điều tra, cái câu đầu tiên cơ quan công an điều tra nói với ba là gì? Ông phải thành thật khai báo. Nếu những lời khai báo của ông gian dối thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đúng không ba Lê Tinh Vân? Ba, nếu ba cảm thấy Lê Tùng Vân có thể chối tội được hết, ba cảm thấy nếu thế lực nào đó sẽ che đậy được cho Lê Tùng Vân hết, thì ba hãy mở miệng ra, ba nói là ba sẽ làm chứng trước tòa. Nhưng mà trước khi làm chứng trước tòa, phải cơ quan cảnh sát điều tra kết thúc xong mới chuyện vụ án lên qua tòa mới xử, chứ còn phải tự nhiên mà ra tòa xử, đúng không? Cho nên là khi mà gặp bên cái cơ quan công an điều tra thì người ta sẽ hỏi là ông là khai phải đúng sự thật, ông khai gian dối là tội sẽ chồng tội. Mà bây giờ ba có dám đi ra tòa án mà ba ra trước cơ quan công an điều tra ba khai gian dối hay không? Ba có nghĩ là từ cái vai trò nhân chứng, bây giờ ba nói ba sẽ làm nhân chứng, nhưng mà ba có tin là từ cái vai trò nhân chứng ba biến thành một cái vai trò khác, đó là cái tội đồng phạm với Lê Tùng Vân hay không?
Ba biết rõ Lê Tùng Vân, ba chứng kiến rõ Lê Tùng Vân sinh ra những đứa nào là đứa con ruột. Ba là người chứng kiến rõ những người sống trong đó có cái hành vi như thế nào. Bây giờ ba đứng ra làm chứng. Ok, xin mời ba ra làm chứng. Cứ việc ra làm chứng. Ở đây Minh Tùng thách thức ba Lê Tùng Vân ra làm chứng. Nhưng mà trước khi ra làm chứng trước tòa là còn phải trải qua cơ quan công an điều tra. Thì bây giờ Minh Tùng nói với ba Lê Tùng Vân như vậy nè: nếu mà ba có bản lĩnh, ba có đủ sức khỏe, ba có đủ các yếu tố mà cho rằng Minh Tùng là du quan cho Lê Tùng Vân, nha. Minh Tùng bôi nhọ danh dự Lê Tùng Vân thì ba xin mời ba cứ đến với cơ quan công an điều tra để làm một cái lá đơn thưa kiện Minh Tùng, chứ ba đừng lên mạng ba ngồi ba nói là tôi sẽ làm nhân chứng. Những lời nói của ba vô giá trị. Những lời nói của ba có giá trị khi nào? Khi ba cầm một cái tờ lá đơn, ba đến cơ quan công an điều tra. Thưa, tôi là Lê Thanh Vân, là em ruột của Lê Tùng Vân. Tôi thưa Minh Tùng là du khống Lê Tùng Vân, Minh Tùng bôi nhọ Lê Tùng Vân, Minh Tùng xúc phạm danh dự Lê Tùng Vân, thì cái lời nói của ba mới có giá trị ở mặt pháp lý. Còn ba lên đây, ba ngồi, ba nói, ba làm nhân chứng, ba sẵn sàng chứng minh, vô ích, chẳng có giá trị pháp lý gì hết. Những lời ba nói chẳng qua là cho thiên hạ người ta nghe thôi, chứ chả có cơ quan công an điều tra nào nghe hết. Còn đối với Minh Tùng ở đây có nói với cơ quan công an điều tra như thế nào chưa, có gặp cán bộ, có làm đơn tố cáo chưa, việc đó tự Minh Tùng biết nha. Còn riêng ba thì đến nay là Minh Tùng nói thẳng một câu, tới ngày hôm nay khi làm clip này, Minh Tùng chưa nhận một lá đơn kiện nào từ ba Lê Thanh Vân. Thì bây giờ Minh Tùng làm cái clip này muốn gửi tới ba là một người Minh Tùng thần tượng, ba là một người Minh Tùng rất là gọi là kính nể. Nhưng mà việc làm của ba bây giờ Minh Tùng coi ba xin lỗi, không còn để Minh Tùng kính nể ba. Mặc dù ba lấy vợ cho con, đúng không, những ngày tháng trong tù ba chăm lo, ba chăm sóc cho con, nhưng mà ba đừng nghĩ cái chuyện là ba lấy vợ cho con. Ba chăm sóc, ba lo lắng cho con những ngày tháng trong tù thì con phải đi hồ theo cái gia đình, làm cái chuyện ác, làm cái chuyện lừa đảo xã hội. Người ta nói câu là quân pháp bất dị thân, đúng không? Con vua phạm tội thì cũng là con vua, cũng là thường dân, chứ đừng nghĩ con vua phạm tội thì là xong. Minh Tùng chịu ơn của gia tộc Lê Vân thì Minh Tùng sẽ đền đáp gia tộc Lê Vân. Nhưng còn cái chuyện gia tộc Lê Vân làm ác là Minh Tùng phải đứng ra tố cáo hành vi làm ác của gia tộc Lê Vân. Minh Tùng phải sống theo pháp luật. Chuyện gì lại ra chuyện đó? Chứ bây giờ nói ở dòng họ Lê Tùng Vân nuôi dưỡng Minh Tùng rồi lo lắng cho Minh Tùng này kia, rồi kêu Minh Tùng đi lừa đảo xã hội hay sao? Đâu có được, chuyện đó không thể nào xảy ra, đúng không ba Lê Tùng Vân? Ngày hôm nay gửi một clip này đến ba, cho ba biết rằng con bây giờ không có nể ba nữa. Thứ nhất, ba đối xử với cô Trinh rất là hèn hạ. Thứ nhì, ba bảo vệ cho cái ác, ba binh vực cho cái ác, ba binh vực cho cái xấu. Ba không đáng làm một người ba của Minh Tùng. Một người ba, ba đã từng dạy Minh Tùng như thế nào? Con sống là phải ngẩng cao lên đầu, con sống là phải trượng nghĩa, con sống là phải tránh xa cái ác, tránh xa cái xấu. Đó, mà ngược lại thì ba đi bảo vệ cái ác. Đó, đi binh vực cái ác, đi bảo vệ cho một người làm cái chuyện ác độc như vậy. Thì ba không xứng đáng để làm ba cho Minh Tùng. Còn những chuyện mà Minh Tùng mắc nợ, tình nợ, gọi là nợ cái ân tình, nợ cái tình nghĩa trong gia tộc Lê Vân, thì Minh Tùng sẽ trả cái ân, cái tình, cái nghĩa đó. Còn cái chuyện lừa đảo xã hội, cái chuyện ác là Minh Tùng phải tố cáo ngoài xã hội. Còn nếu ba cho rằng cái hành vi Minh Tùng là vu khống, là xúc phạm, là bôi nhọ danh dự Lê Tùng Vân, xin mời ba làm một cái đơn gửi lên cơ quan công an điều tra để làm rõ cái vấn đề này nha. Rồi Minh Tùng chỉ gửi nhẹ nhàng đến ba Lê Tùng Vân cái clip ngày hôm nay thôi. Kính chúc ba sức khỏe dồi dào, sức khỏe mạnh mẽ để đủ sức đi kiện Minh Tùng, đủ sức đi thua Minh Tùng, đủ sức để ra ngoài cơ quan công an điều tra chứng minh rằng Minh Tùng vu oan cho Lê Tùng Vân. Đó, rồi tới đâu là 13 thằng yêu Lê Tùng Vân của Minh Tùng như vậy thôi. Con Lê Tùng Minh Tùng xin kính chào tất cả mọi người đã lắng nghe clip ngày hôm nay.